bệnh nhân quá tải, cơ sở vật chất chật, hạn hẹp, xuống cấp, không đáp ứng với nhu cầu khám và điều trị bệnh đang là tình trạng phổ biến ở các bệnh viện công lập ở Nghệ An hiện nay. Đáng lo ngại hơn là ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tình trạng này trở thành nguy cơ lây chéo các bệnh truyền nhiễm cho các bệnh nhi. Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sau 20 năm sử dụng, cơ sở vật chất xuống cấp, không còn phù hợp với số lượng mặt bệnh và bệnh nhân không ngừng tăng. Theo thiết kế thì khoa có 7 phòng bệnh, mỗi phòng 3 giường, thì nay mỗi phòng đã kê đến 4 đến 5 giường. Hành lang của khoa đã trở thành buồng cấp cứu hàng chục năm nay. Chật hẹp, thiếu không khí ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám và điều trị, mà đáng lo ngại hơn là nguy cơ lây chéo các bệnh truyền nhiễm cho các bệnh nhi. Cháu Nguyễn Đình Cường, 15 tháng tuổi, bị mắc sởi điều trị tại khoa truyền nhiễm một tuần. Sau khi ra viện được 4 ngày thì phải quay trở lại khoa với bệnh tay chân miệng. Khả năng cháu bị lây bệnh tại bệnh viện là rất cao vì trong thời gian điều trị tại đây, cháu phải nằm chung với các bệnh nhân bị tay chân miệng. Nói chung phòng ở đấy, thứ nhất là gần nhau quá mà bệnh nhân đi đông, giữa sởi vì chân tay miệng là gần nhau quá nên khả năng lấy giữa chân tay miệng sởi là có thể gãy. Còn bệnh nhi Nguyễn Văn Tú, 13 tuổi, bị viêm màng não. Lẽ ra cháu phải được nằm ở nơi yên tĩnh, nhưng vì không có giường nên các bác sĩ phải bố trí cháu nằm ngay cửa ra vào. Không chỉ rất khó chịu cho cháu mà mẹ cháu còn lo cháu bị lây các bệnh khác. Là cháu đau đau nè, mà nằm đấy là ôn, anh muốn là nằm là chỗ yên tĩnh thì hơn rồi, nhưng mà vì là đông quá thì rất là lo là cháu bị lấy những bệnh khác, chưa sống bệnh đấy thì hay lấy bệnh khác cháu. Theo quy định, khoa truyền nhiễm của các bệnh viện phải được bố trí tách hẳn các khoa phòng khác, và ngay trong khoa cũng phải được bố trí cách ly các bệnh khác nhau. Chỉ tiêu giường bệnh của khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi là 35 giường, 7 phòng. Thế nhưng hiện nay, lưu lượng bệnh nhân luôn ở mức 50 đến 70, lúc cao điểm lên đến 100 bệnh nhân, nên việc bố trí theo quy định là việc rất khó. Một bệnh nhân bị bệnh tay chân miệng lại vừa bị nhiễm HIV. Bác sĩ thực sự khó khăn khi tìm vị trí để sắp xếp giường cho bệnh nhân này. Cũng có phòng như hiện tại bây giờ là dịch sởi này, bệnh tay chân miệng này, bệnh thủy đầu này, bệnh quay bì này, bệnh viêm não này, rồi bệnh chiếu chạy này, bệnh lì, thì cùng chúng mình khu ngay như thế. Cái vấn đề cách đi phòng bệnh nó rất là khổ, làm cho khổ để cháu. Hơn thế nữa, cái phòng rất là chật, rất là bẩn. Cái chuyện mà để thông thoáng để cho bệnh nhân nó dễ chịu đó rất khó. Cho nên mỗi khi mà bệnh nhân được tiêm truyền xong rồi thì nó phải ra bên ngoài. Như vậy là ra bên ngoài nó cách ly như thế là không được, phân tán cho người bệnh như thế là cả cái bệnh nhân vào cái bệnh thì viện đấy thì vào một bệnh rồi đến cuối cùng để mang thêm một cái bệnh khác. Hiện nay tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có 23 mặt bệnh, trong đó một số bệnh có mức độ lây lan nhanh và có nguy cơ bùng phát thành dịch như sởi, tay chân miệng, thủy đậu, viêm màng não, sốt xuất huyết. Nếu tình trạng bệnh nhân có bệnh khác nhau lại nằm chung với nhau thì nguy cơ lây chéo bệnh là rất cao. Nguy hiểm hơn là tình trạng này dễ gây bùng phát dịch. Và như vậy thì việc khống chế và dập dịch lại càng khó khăn hơn.